Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Lớn trái phì trái đẹp trái nhãn này. Cái số này sẽ đi về Bình Phước để làm việc với cái vườn nhãn đang trong thời kỳ nuôi trái lớn trái nhé. Có thêm cả cái thuốc trị bọ xít và sâu đục trái nhãn. Chai này là 500ml, pha được 400 lít nước. Kết hợp cùng với cái lớn trái phì trái đẹp trái nhãn này luôn này. Một bộ lớn trái đẹp trái này pha được 400 lít nước. Chai này pha 400 lít nước có thể kết hợp cùng với nhau. Thuốc này thì nó mát, nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cái màu quả nhé. Sử dụng để trị bọ xít và con sâu đục trái, sâu đục quả nhãn này. Nếu sử dụng phi 200 lít thì một bộ cũng có 2 chai với lại 2 gói này. Các anh chị pha được khoảng tầm 2 phi. Sử dụng phi 200 lít thì được 2 phi là bằng 400 lít. Còn nếu dùng bình 20 lít thì các anh chị sẽ đong cái hai cái chai này, mỗi chai khoảng chừng là 25ml. Kết hợp cùng với cái gói này, mỗi gói các anh chị lấy 1 phần 10 gói này thôi. Cái gói này để dễ chia, các anh chị sẽ hòa ra một cái chai nửa lít. Rồi các anh chị đong cho mỗi bình 50ml. Thì một gói này nó sẽ chia được 10 bình nhé. Loại bình 20 lít nhé. Cái bộ này thì nó sẽ giúp lớn trái, mát trái. Và giúp cho hạn chế cái việc như là bị héo, méo trái này. Và khô rụng trái, trái bị dị dạng nhé. Nó sẽ giúp cho căng tròn, đều trái lên, đẹp trái, lên màu trái. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.